Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân quận Hà Đông vừa tổ chức hội thao phòng cháy và chữa cháy với sự tham gia sôi nổi của 34 đội phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở của 17 phường trên toàn địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và 23 năm ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy. Gần 300 đội viên thuộc các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở và các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đã sôi nổi tranh tài ở các nội dung phối hợp chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, vượt chướng ngại vật, chữa cháy, cứu tài sản. Đây là dịp để các đội viên đội chữa cháy cơ sở có những cơ hội học hỏi lẫn nhau trong việc tổ chức triển khai chiến thuật chữa cháy, những kỹ năng, khả năng thao tác, sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy, cứu người và tài sản khi có sự cố hỏa hoạn bất ngờ. Tôi thấy các cái mô hình cũng như là chữa cháy và cái bài thi chữa cháy hôm nay nó rất sát với thực tế trong cái công tác phòng cháy chữa cháy cơ sở, giúp cho anh em rèn luyện kỹ năng tốt hơn để đảm bảo là khi mà có sự cố xảy ra sẽ đạt kết quả tốt nhất. Nhờ có cái cuộc thi như thế này thì chúng tôi sẽ biết được ra cách là phòng cháy chữa cháy cho tốt hơn để không xảy ra những cái cháy nổ lớn ở các kho. Trong năm qua, trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 55 vụ cháy, trong đó có 9 vụ cháy trung bình, 46 vụ cháy nhỏ, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng hơn 340 triệu đồng. Để tiếp tục phòng ngừa hạn chế những sự cố hỏa hoạn, quận Hà Đông đã chỉ đạo công an quận đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, nghiệp vụ phòng chống cháy nổ và sự cố tai nạn, kịp thời tham mưu chỉ đạo triển khai hiệu quả các mặt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và những hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, thu hút sự quan tâm tham gia của nhiều người dân. Để nâng cao hơn nữa cái kỹ năng của lực lượng phòng cháy cháy cơ sở và lực lượng an ninh trật tự tại cơ sở thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo và lực lượng này để là cái cánh tay nối dài của lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và giúp làm công tác phòng cháy cháy tại các khu dân cư địa bàn trên địa bàn quận Hà Đông. Căn cứ vào kết quả các phần thi, ban tổ chức hội thao đã trao 2 giải nhất cho đội an ninh trật tự cơ sở phường Biên Giang và đội phòng cháy chữa cháy cơ sở công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh bất động sản Xuân Mai, 4 giải nhì và 6 giải ba. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải nhất toàn đoàn cho phường Biên Giang, các phường Vạn Phúc, Đồng Mai đạt giải nhì và Mộ Lao, Văn Quán, Phú Lương giải ba.